Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế. Dạ vâng, mình sẽ lại cập nhật cho bạn những thông tin về dạ chương trình của Litto về các tài sản số dạ trước khi mà bước sang năm mới âm lịch tại Việt Nam, năm Quý Mão năm 2023. Đó, như các bạn đang nhìn ở đây trên sàn CoinMarket này là dạ sàn thông báo. Các bạn đang nhìn là dạ nói chung về Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple và các tài sản khác đang có diện giá trị bắt đầu có sự tăng trưởng đi lên, ví dụ nào từ 20.000 lên tới 22.000, hơn 22.000 là các bạn nhìn thấy giá trị tăng trưởng. Và các tài sản khác hiện tại đang có dấu hiệu lật khởi sắc, với lại những cái tài sản mà có giá trị, những cái tiềm năng phát triển và những công ty thực và giá trị thực thì có cái giá trị mà phát triển đi lên. Và những cái tài sản của những cái công ty, những cái tập đoàn mà có sự đoàn kết, có những cái sự tin tưởng, cái sự phát triển trong tương lai thì cũng đang được cái sự mà mua vào trong thời điểm mà các giá trị và tài sản đang là đi xuống thấp, phải không nào? Có thể là xuống chưa đáy nhưng mà nằm ở trong cái khoảng mà chạm mốc, là thoát khỏi cái nỗi sợ hãi, được chưa nào? Và đang có giá trị tăng trưởng đi lên. Đấy, do cộng đồng cũng mua và tin tưởng và không bán, và bây giờ đang là gì tăng trưởng đi lên. Vâng, đó là những tài sản, và một số các tài sản đang có giá trị mà họ đang là mua và thâu tóm nhiều, như là Soda hoặc là Shiba và một số các tài sản khác. Đấy, hiện trong hàng vòng 24 giờ qua đang có sự mua vào cũng nhiều, như thế nào. Đấy thì các bạn thì là cập nhật những thông tin để các bạn nắm bắt được những tài sản mà những cá mập thậm chí là họ mua vào, để các bạn biết rằng một số các tài sản bạn tin tưởng các bạn thì mua vào như thế nào. Và đặc biệt trong thời điểm hiện tại bây giờ, đó là một trong tài sản của công ty Ethereum, là một trong công ty về công nghệ, đúng không ạ? Và theo sách trắng là tại Mỹ thì các bạn có thể xem nhiều hơn, đúng không ạ? Và từ lúc mình chia sẻ, giá trị bây giờ tăng trưởng rất là nhiều, và chúc mừng các bạn có một cái Tết rất là tốt. Và khi các bạn mua và sở hữu rồi, các bạn bán đi là mất luôn, vì các bạn bán đi cái là dạ bạn mua lại chắc chắn là giá sẽ cao hơn. Đấy, tại sao như vậy? Và đối với cá nhân của mình ấy, đối với tài sản này tăng rất là cao, ít nhất cũng phải là dạ vượt mức 200 đô. Đấy, ở góc độ của mình, đúng không ạ? Đó thì bạn có thể vào đây xem bản đồ các thông tin các cái tài sản của Ethereum. Và Ethereum là một trong những công ty mà đang hợp tác với lại những cái công ty tập đoàn lớn, như một trong sàn nổi tiếng và dạ đứng đầu hiện tại giờ đó là sàn BNC, sàn Binance đấy của Z, đúng không ạ? Của CZ, đúng không? Như các bạn biết, và dựa hợp tác với lại sàn, với lại dựa công ty của Microsoft, đúng không ạ? Đầu thế giới, đúng không ạ? Đó là một trong cái mà rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và hiện tại như các bạn đang nhìn đây là hiện tại trong ngày hôm nay là dựa gần 100.000 đô đang mua vào các bạn. Giờ chỉ mua vào và dựa vốn hóa là dựa vốn hóa của thị trường chính, những người nào chuyên nghiệp ở trong lĩnh vực này các bạn biết rằng là hiện tại bây giờ mới đã có hơn 600.000 đô thôi. Và dựa pha loãng là tổng tài sản là dựa hơn 1 triệu, khoảng xấp xỉ 1 triệu rưỡi đô. Đấy, nhưng mà cái quan trọng nhất cái dòng tiền chuyển vào đây. Nên là tại sao mà đây là một trong thời điểm giá giảm, vừa rồi công ty marketing là tặng thưởng cái tài sản này, bây giờ công ty nằm ngược lại điều kiện để mua những cái của Ethereum này là một tài sản. Và hiện tại là để làm chương trình khuyến mãi thì các bạn phải là tham gia vào đây, phải mua một cái lượng nhất định và của Ethereum này, ETBU này, được chưa nào? Đấy. Thì và tiếp theo nữa là dễ ETBU này sẽ được chuyển đổi thành ETO, bạn được trả cổ tức lợi tức, đúng không ạ? Như bạn đang xem, đúng không ạ? Những cái thông tin mà nhân nhận xét những cái mà thông tin mà công ty Ethereum thông báo cho bạn. Và hiện tại đang có hai cặp tiền đó là UST và ETH. Đấy, ăn cặp với này ETBU trên sàn Gate, thế nào? Đây như các bạn đang nhìn đây, trên sàn Gate hiện tại đã giao dịch trên sàn Gate rồi các bạn nhé. Đó, các bạn có thể vào đây để bạn xem thêm, và có cả cặp đó là dạ ETH nữa. Đó, ETH đây thì các bạn xem đây, hiện tại giá trị cũng ngang bằng thôi. Hiện tại 0,0009 là tương đương lại khoảng 0,015 đúng không? 16. Đấy. Đây là dạ đang giá sát sàn này các bạn. Đây không phải giá trị thực, mà giá trị thực của nó phải là đối cá nhân của mình phải vượt mức 200 đô. Đấy mới là cái giá trị thực của công ty này. Và có cái tăng trưởng cao hơn như này rất là nhiều nữa. Được chưa nào? Đấy, vậy thì dạ, bao nhiêu các bạn đang mong muốn và sở hữu nó rồi? Đấy là quyết định của bạn, hãy phân bổ dòng tiền để các bạn sở hữu nhé. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đang xem live, và hãy nhớ like, share và comment và chia sẻ cho các thành viên khác. Và đăng ký để đón nhận các video gần nhất nhé. Ok, chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, can đảm, giàu có và hạnh phúc thịnh vượng.
và hẹn gặp lại các bạn trong các video gần nhất. Được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.